Trong chương trình thời sự ngày 10 tháng 2 năm 2022, chúng tôi đã phản ánh tình trạng một số người dân ở xóm Chùa, thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ đã ngang nhiên xây dựng cầu, san gạt ruộng đang canh tác làm biến dạng mặt ruộng. Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ đã chỉ đạo xã Thụy Lôi tiến hành lập biên bản và xử lý vi phạm. Tuy nhiên đến nay, vi phạm không những chưa được xử lý triệt để mà còn có dấu hiệu phát sinh, thách thức dư luận và chính quyền địa phương. Từ tháng 2 năm 2022 đến nay, sau hơn 5 tháng, lợi dụng sự buông lỏng của chính quyền địa phương, gia đình ông Bùi Văn Thắng ở xóm Chùa, thôn Thụy Lôi lại tiếp tục chở phế liệu xây dựng để san lấp, làm biến dạng mặt ruộng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thụy Lôi đã thừa nhận trách nhiệm trong việc buông lỏng quản lý đất đai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thụy Lôi cho biết đây là khu vực mà xã đã quy hoạch để chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tuy nhiên, do vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, việc hỗ trợ gia đình ông Thắng và một số hộ dân ở đây làm biến dạng mặt ruộng là vi phạm. Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiếp tục tiến hành lập biên bản, trong đó yêu cầu hộ ông Thắng dừng lại việc san lấp.